Chào mọi người, hôm nay Điện Thông minh TB sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm là cái motor tự động cánh tay đòn của Benica, hàng này nhập khẩu của Ý. Đây, mình sẽ đặt hộp cho mọi người. Thì trong cái hộp này nó sẽ là trọn bộ motor và tủ điều khiển nằm trong đây. Hàng này thì được đóng gói rất là chất lượng, cẩn thận. Đây, hàng này là Benica của Ý này, Benica này, made in Ý này. Đây, mình sẽ mở hộp ra. Rồi, đây, mình sẽ giới thiệu. Đây là hai cái cánh tay lắp hai bên cửa. Đây là cái tủ điều khiển để điều khiển hai cánh cửa này. Và đây là một cái hộp nữa, là đây mình có sửa ra luôn. Thì đây là hai cái hộp phụ kiện của thiết bị, là nó gồm cặp photo beam. Đây, đây là cái cặp này là cặp beam này, để khi mà cửa nó đóng lại, có vật cản đi ngang qua, ví dụ chó mèo hay xe cộ chạy vô lúc mình bấm đắt thì cửa nó sẽ tự động mở ra lại, tránh trường hợp kẹt cửa. Còn cửa ở đây là hai cục tủ, từ này là tủ kích cho motor. Thì motor này xài điện 220. Rồi ở đây là hai cái remote để tắt mở, đóng mở cửa. Rồi ở đây là cái hai cái phụ kiện để mình lắp cái cửa nó lên. Rồi, đây mình giới thiệu hai cái motor. Đây, motor nó dài thì nó sẽ lắp vô đây. Cái này nó sẽ chạy ra chạy vô này. Còn cái này sẽ gá lên. Còn cái này sẽ gá lên cái này. Rồi, cái này thì chìa khóa cơ để mở khi cúp điện. Rồi, mình chỉ giới thiệu bao nhiêu thôi. Rồi sau sẽ có những cái video tiếp theo về cái lắp cửa và quá trình vận hành sử dụng của sản phẩm. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.